Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn biện pháp ngăn ngừa rủi ro khi trời mưa bão. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện cho việc đi ngăn ngừa rủi ro hệ thống khi thời tiết mưa bão, tôi đã chuẩn bị 1. Áo mưa, 2. Đèn pin, 3. Bộ đàm, 4. Mũ và ủng. Thưa quý vị và các bạn, đây là toàn bộ hệ thống điều khiển cho thang máy hoạt động để phục vụ cho cư dân đi lại hàng ngày. Tôi phải thường xuyên kiểm tra khi thời tiết mưa bão, thấy cửa chưa đóng, tôi đóng lại để tránh việc mưa hắt vào làm ảnh hưởng đến thiết bị điều khiển của thang máy. Và cửa bên này mở, tôi cũng phải đóng lại như bên kia để tránh cái việc mưa hắt vào. Các bạn ạ, nơi tôi đang đứng đây là lóc tòa nhà cao ốc. Là nhân viên, tôi được phân công lên kiểm tra để ngăn ngừa những rủi ro khi thời tiết sắp có mưa bão. Việc đầu tiên, tôi phải kiểm tra các cái điểm thu nước. Đây là một điểm thu nước. Tôi phải loại bỏ các cái dị vật để tạo lên cái việc thu nước được tốt hơn, tránh ứ đọng gây tràn nước trên nóc tòa nhà. Sau đó tôi đi kiểm tra toàn bộ hệ thống. Thưa các bạn, tầng hầm là một nơi rất dễ bị ngập nước. Do vậy tôi phải kiểm tra tất cả các cái đường rãnh thoát nước xuống các hố gom, không để các cái vật cản làm ảnh hưởng đến cái tiêu thoát nước. Đây là tủ điện điều khiển máy bơm hố gom nước thải. Để kiểm tra, tôi chuyển về chế độ hoạt động bằng tay và bơm thử. Sau khi kiểm tra chế độ bằng tay bơm thử, tôi thấy hệ thống hoạt động tốt. Tôi chuyển về chế độ tự động và đi ra kiểm tra hố gom nước thải. Để kiểm tra hố gom nước thải, trước hết tôi phải kiểm tra các cái cảm biến. Tôi thấy cảm biến vẫn tốt, máy bơm vẫn bình thường. Sau đó tôi kiểm tra đồng hồ và các khóa van. Đồng hồ và khóa van vẫn còn tốt. Thưa các bạn, việc kiểm tra hệ thống hố gom nước thải của tôi đã xong. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là clip tôi chia sẻ với quý vị và các bạn biện pháp ngăn ngừa rủi ro khi trời có dông bão. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.